mới giờ đứng lên thấy cặp luôn, chưa kịp bỏ vô thùng nữa. Đây. Ba con chưa cả nhà, quá đã. Đứng lên cái nữa ơi, mình thấy cặp nữa cả nhà ơi, lúc con này luôn nè, chưa kịp bỏ vô cái gọng nữa nè. Qua kìa kìa, mới vô cặp nó chạy dữ người ta, nó mệt dữ người ta. Đó kìa. Đồng này ếch không được bự cả nhà ơi, lứa không. Cặp 200g, 200g. Cặp mấy 200g, 200-300g đó loại rồi. Đó nhiều ở đâu chạy đây. Đó, nó buông cặp rồi kìa. Đó có đợt trước đi nhát dữ lắm. Ua hoàm tay luôn. Bắt hai cặp với con hoàm tay luôn đó nha. Thấy đã chưa? Bữa nay mình tiếp tục đi săn ếch cả nhà ơi. Cái đồng này mới chạy nước luôn. Mình mới vừa ra đồng luôn cả nhà ơi. Ếch quá kêu và nhái. Rồi tiến hành đi bắt nha cả nhà. Lúc này con này cả nhà ơi. Con này đầu tiên luôn nha, mới vừa xuống đó. Quá dạng luôn cả nhà ơi, giấc này nó còn kêu nè. Đó, ếch đực quá to luôn. Đang cả nhà. Ếch đực chà bá luôn cả nhà. Đó rồi. Đồng này mới chảy nước hôm qua. Mình đi bắt cua. Mà mình không có bắt ếch cả nhà ơi. Bữa nay mình đi bắt. Cặp thấy xa thấy bốn mắt nè. Ô, cặp ếch, cặp này nhỏ trời, ếch đực bằng hai con này nè cả nhà ơi. Ếch đực có bự sức ghê, còn cặp này nhí xíu à. Cặp này cũng 200g, mấy 200g. Này con nè cả nhà ơi, mình vô là 12 giờ nha cả nhà, bắt được một cặp với một con à. Đực nữa cả nhà, ít đực đây bự bự không mà dàn quét cả nhà. Ý rồi chết màu chạy rồi. Xung quá nhảy à. Rồi vô phương luôn rồi trời. Ôi trời, xuống nước đục rồi. Ở đây đây. Được con. Con này con thứ tư cả nhà ơi. Con này quá sung nhảy. Ở bên đường nước bển có một con cả nhà ơi. Đây là cái đường nước quá bự rồi. Bự cho bá luôn nè. Để mình lội qua cả nhà ơi. Chắc lúc đầu quá. Cũng cạn cả nhà ơi. Ngăn luôn quần. Ớt thì xin lợi luôn. Ướt quần ướt bọng lụm chân. Thôi nhà. Đó nhà. Đó, nó nằm gu. Còn cả nhà, 5 con rồi. Đây cặp cả nhà ơi.
mới vào cặp luôn, gặp mình nó nhủi. Mới vô cặp lại nhủi 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 vậy đó, chứ gần sáng nó sức cặp nó cũng nhủi nữa. Chà, nước phải đục vào nha, nước phải đục đó nhà ơi. Ôi, ngầu rồi trời, ngay đây luôn mở nhủi tiêu trời. Đây nè cả nhà, cục đèn hì dưới này nè, thấy chưa, mình biết mà. Ít cái bự quá bự rồi. Đây còn nữa cả nhà ơi, đã được cả nhà ơi. Đây còn cả nhà ơi, phải không nữa, thấy nó mệt xuống, thấy mắt cũng nhỏ quá. Cả nhà, núp trên này nè cả nhà, nè ló đầu lên ấy rơi chỗ này nè. Đó, hết đợt cả nhà ơi, hết đợt nữa nghe. Trong đây còn ếch quá ta, đây cả nhà ơi, ớt nghe cả nhà, nằm luôn nè cả nhà, nằm lúc dưới này luôn nè, nhủi không thấy gì luôn, tiêu cái đậu luôn, ớt đực cả nhà ơi, tiếp tục ớt đực nha cả nhà. Bên này em bắt cò cho cả nhà xem nha cả nhà. Đi ăn đêm này. Cây số ở cái nhà xa nước không cặp này chắc bự quá cả nhà. Ồ, thấy cái bài bản nó bốn mắt nó xa nha, nó bắt cặp mà nó xa lắm, gần cái tắc á. Này là con ít bự ở dưới, còn ít nhỏ ở trên. Được, chắc mini quá.
này nó cũng mới bắt cọc, nó cũng nhủi nữa rồi, lại kiếm nữa cả nhà ơi, chắc cú luôn trăm trăm. Nước này chớp nhá quá, khó thấy đường quá. Nó trong thiệt mà, chớp nhá thấy chỗ này chắc mất tiêu quá cả nhà. Tức trời, chỗ này chắc mất tiêu luôn trời, nó thay đường luôn rồi. Dạ, tới rồi. Vô bờ luôn á, gì trời ơi, tiêu cọc luôn rồi trời. Sao vậy trời, mấy này nè. Khó thấy quá. Mới thấy tới đây nè, tới đây, 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 đây cả nhà ơi. Trời ơi, trời, kiếm nó muốn xẻo luôn. Kiếm muốn ngáo luôn cả nhà. Đây. Đi kiếm cái cọc này cả một phút mấy á. Gần 2 phút với cả nhà. Cái kiều không có nhà, đây cặp nó còn cả nhà, đi thẳng cả cây số. Nhà đất này nó cũng cứng lên nha, cho mềm chắc đi xỉu quá, nước mới vô. Đầy cặp luôn cả nhà ơi, hú dời ra nè, dời ra. Mini, cặp này mini cả nhà ơi. Hết nãy sung mình đi gần tới luôn nè. Cơn bên luôn mà nó còn chưa mập nữa cả nhà, nó sung rồi, rồi rồi luôn rồi. Trời ơi, nó xuống hang luôn cả nhà ơi. Đây cặp cả nhà ơi. Mập xuống. Nó muốn chạy nữa hay gì trời. Bốn con ở nhà. Cặp nãy mình bắt chưa kịp bỏ vô gọng nữa. Chưa bỏ vô gọng nữa cả nhà. Đây con ở nhà. Này sao bắt ít đực không ta? Ít lẻ không à? Này 2 giờ còn ít lẻ nữa.
lẻ bự bự gì không, thoại bự bự gì cũng được rồi cả nhà ơi, có đỡ hơn không. Mới giờ đứng lên thấy cặp luôn, chưa kịp bỏ vô thùng nữa. Đây. Ba con chưa cả nhà, quá đã. Đứng lên cái nữa ơi, mình thấy cặp nữa cả nhà ơi, lúc con này luôn nè, chưa kịp bỏ vô cái gọng nữa nè. Qua kìa kìa, mới vô cặp nó chạy dữ người ta, nó mệt dữ người ta. Đó kìa. Đồng này ếch không được bự cả nhà ơi, lứa không. Cặp 200g, 200g. Cặp mấy 200g, 200-300g nó loại rồi. Đó nhiều tôi chạy đây. Đó, nó bu cặp rồi kìa. Bắt cái đực trước đi, nhát dữ lắm. Cú vô hoàm tay luôn. Bắt hai cặp với con hoàm tay luôn đó nha. Thấy đã chưa? Đây cặp nữa cả nhà ơi. Lúc trước luôn. Bắt cặp ếch này là đi mỗi giò nghe cả nhà. Xa. Nhờ nằm trên cạn nó ngợp suốt mình còn thấy mắt. Chứ mà nước dưới sâu là vô phương. Từ xa. Nó trong thì đỡ, còn nó đục là gòi luôn, bó tay luôn đó nhà ơi. Nhỏ này còn thấy mắt nó luôn, nó cạn. Thấy chưa? Thôi ếch khủng á, ếch này bự ạ, ếch cái đực đều bự hết luôn đó nhà ơi. Thấy chưa? Quá đã. Này cặp ếch hay cặp nhái gì nữa. Cặp ếch rồi cả nhà ơi, thấy nó mập à. Mập sao mà thấy nó mập. Cặp ếch là thấy cái mình nó bự. Cặp ếch cả nhà ơi. Đây. Ếch nè cả nhà ơi, ếch trọng trọng. Bự không bằng mấy đồng kia cả nhà ơi. Đồng này thì lo go vậy đó. Ếch trên bự quá. Ếch con nào nấy xanh lè đẹp một cái cả nhà ơi, cả nhà cho cả nhà xem chim ngưỡng này cả nhà. Đẹp thấy ham không cả nhà, quá đẹp cả nhà ơi, ớt xanh lè, xanh lè đã không. Thấy cặp nó vậy ta, không giống à. Ô cặp ớt nữa cả nhà ơi, ớt bữa nay đẹp đẹp không à, con nào cũng lấy xanh chành nè cả nhà. Ếch sao bữa nay ếch toàn là ếch xanh với ếch vàng đẹp đẹp không cả nhà. Này cả nhà thấy không? Trời ơi trời, ếch chỉ đẹp một cái thôi cả nhà ơi. Bắt cái đỏ tay thì chứ vàng quét à, trời ơi cái nãy xanh lè. Con nào cũng như con nấy. Đây cặp cả nhà ơi. Này chắc mới vô cặp không hết vậy. Sao mình gặp mà nhủi bắt được con cọp gì đỡ rồi, bắt được, phi nó nhảy đi luôn cái bó tay. Con này ba con luôn đó nhà ơi, giống ba con quá, mình bắt con cọp này coi. Ôi gọi đó thấy chưa,
chui với trơn thì chạy mẹ con rồi, bắt được rồi kìa, đang rất ít cái rồi này nè, cá bự nè, cái bằng kia luôn á, bá luôn, đầu mùa tới giờ đừng con ít khủng nè. Tiêu chưa? Hay dữ à? Hay khiếp à? Đuổi nó tiêu từ đây đây cặp cả nhà ơi, cặp nghe cả nhà. Ếch bữa nay xanh xanh không cả nhà ơi, con nào nó xanh lè xanh vờn không à? Nè. Xanh vờn như vậy nè, ít đực á, còn ít cái thì nó không xanh nghe cả nhà. Ôi đây cặp cả nhà ơi, chưa có bên cặp này luôn mà mình không thấy con cặp à. Chắc con được chạy nữa quá. Ui. Thì xíu nữa chạy cả nhà cái nè. Chưa cả nhà. Quên ếch cái nhỏ chiếu chiều cả nhà ơi. Mua không thấy ếch cái luôn rồi nè. Chưa. Đây cặp cả nhà ơi. Cặp chắc to quá. Cặp này thì không có ếch bự rồi cả nhà ơi, lơ goi không à. Nè. Nãy bắt được con ếch khủng á. Ồ đây được con ếch khủng nữa nhà ơi. Bây giờ mình được hai con ếch khủng rồi đó cả nhà. Còn ếch này thì nó xanh lè cả nhà, ngộ thì chết cái đồng này á. Nó xanh như vậy nè. Con ếch đực thì đang thùi lùi luôn nè. Nè. Ếch đực này thì cả gần nửa ký á cả nhà. Cả 400 g á. Nó bự nè. Hàng khủng luôn á cả nhà ơi. Ghê không? Nó bự nó dài đó nha. Ghê không đó nha. Ít cái nó bự cỡ này nè, nó. Chà bá cục nổi luôn. Mình được hai ít khủng rồi đó. Đọc này đúng là ít lứa lứa không. Được hai ít khủng. Hai ếch đó, bự đó là cũng nuôi giống của nhà ơi. Ôi sao có con rồi trời. Còn con kia đâu ta? Bắt con này luôn. Bắt cái cả nhà ơi. Nên đừng bỏ chạy đốt tiêu. Đây đây đây. Thôi video mình cũng tới đây ngưng cả nhà, để mình quay cho cả nhà xem ếch cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình rút luôn cả nhà ơi. Cái này mình được có 5-6 kg gì nè. Cái bồng nè. Ếch này mình bẻ vỏ trơn luôn nghe nha. Còn sáng nay mình đi mằng bán nữa. Sợ mình mằng bán á, rồi nó nhảy á, nhà mình bắt ra nhảy á. Thôi bây giờ cũng tới đây để ngưng cả nhà. Nếu mà cả nhà xem nhớ ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha. Để mình có cái động lực ra video mới để cho cả nhà xem giải trí cả nhà ơi.